còn gì em ơi khi ta đã không bên đời, gương cười trên môi nhưng trong lòng đang khóc. Người ơi cười cho cái sự đời yêu thương quá ư vô thường, khóc cho số phận mình yêu lòng trao hết mình. Xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với Bảo Khang Audio. Tiếp tục các video giới thiệu sản phẩm thì ngày hôm nay đây, em sẽ có một lô đẩy ken hút các bác nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp sẽ thanh lý cho các bác một lô đẩy ken hút này. Mức giá ngày hôm nay cực kỳ là tốt các bác nhá. Đấy thì trước khi vào video giới thiệu chi tiết sản phẩm, các bác ủng hộ bên em xin một nút like. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để theo dõi và cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Trước mắt các bác đây. Đấy, chiếc đẩy ken hút các bác nhá, mã là A2500PC, được chưa ạ? Đấy, một dòng đẩy. Hàng này là hàng mới, nguyên hộp các bác nhá, sẽ bảo hành 1 năm cho các bác. Được chưa? Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác lô đẩy này với mức giá cực kỳ là tốt ngày hôm nay. Đây, em sẽ giới thiệu chi tiết sản phẩm các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy này, thiết kế mặt trước. Dòng này thiết kế rất hầm hố luôn các bác nhá. Đây. Và công suất con này của nó là 650W một kênh, sẽ bao cho các bác chơi cho em được một đôi 30 và một đôi 25 căng đét luôn. Đấy. Đây em vừa test trên một chiếc đôi, một đôi full 30 đây. Nhưng mà các bác thấy này, nhích công suất lên rất là khỏe luôn. Các bác thấy này, cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Sẽ bao cho các bác đánh cho em một đôi 30 và một đôi 25 căng đét luôn với chiếc đẩy ken hút này. Được chưa? Thiết kế thì quá là đẹp. Đấy, rất thầm hố luôn. Và đặc biệt ngày hôm nay sẽ xả cho các bác em có 10 chiếc các bác nhá. Thanh lý cho các bác đẩy ken hút ngày hôm nay. Hàng nguyên hộp sẽ bảo hành 1 năm cho các bác với dòng đẩy này các bác nhá. Đây nguồn này các bác, nguồn toàn bộ là nguồn đồng này. Được chưa? Đấy. Dòng này thì nó chạy 24 sò các bác nhá, chạy 24 sò. Đấy và sử dụng mạch class H. Đấy em vừa test chất âm, các bác có thể thấy em đang đánh trực tiếp, cắm trực tiếp từ điện thoại vào đẩy các bác nhá, không qua vang. Đấy, các bác cùng vừa nghe chất âm và lát em sẽ test lại cho các bác. Được chưa? Hàng mới nguyên hộp sẽ bảo hành 1 năm cho các bác với lô đẩy ken hút này, số lượng em chỉ có 10 chiếc thôi. Đấy, 8 tụ lọc nguồn, được chưa? Đấy, chạy 24 sò các bác nhá. Hàng rất chất lượng luôn, dòng đẩy ken hút này và mà đặc biệt mức giá ngày này cực kỳ tốt. Rồi các bác theo dõi ủng hộ em xin nút like nhá. Các bác theo dõi ủng hộ em xin nút like, em sẽ giới thiệu chi tiết sản phẩm và báo giá cho các bác. Ngày hôm nay em có 10 chiếc sẽ thanh lý cho các bác. Đấy, hai chạy hai quả gió đằng sau này. Được chưa? Hai đường vào và hai đường linh ra các bác nhá. Có cầu giao loa và jack lưu trích đầy đủ luôn cho các bác. Các bác nhá, các chế độ đánh Sintel, Braille và Braille. Đấy, đầy đủ các chế độ đánh luôn, chập kênh đầy đủ các bác nhá. Đấy. Hàng mới nguyên hộp sẽ bảo hành 1 năm cho các bác. Được chưa? Và những chiếc đẩy ken hút này ngày hôm nay em sẽ gửi tới cho các bác này, mức giá này 3.400.000 đồng. Thanh lý cho các bác mức giá 3.400.000 đồng, sẽ bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối cho các bác. Bảo hành 1 năm, hàng mới còn nguyên hộp các bác nhá. Em số lượng em chỉ có 10 chiếc thôi. Đấy, thanh lý cho các bác ngày hôm nay 3.400.000 đồng, bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối cho các bác. Ok chưa? Bảo hành 1 năm. Và mua đẩy thì các bác vui lòng đặt cọc trước giúp bên em 300.000 con số tài khoản. Còn lại các bác nhận hàng, kiểm tra thanh toán giúp em các bác nhá. Con này sẽ bao cho các bác đánh cho em một đôi 30 và một đôi 25 căng đét luôn cho em các bác nhá. Một đôi 30 và một đôi 25 căng đét luôn. Ok chưa? Mã A2500PC ken hút. Số lượng em chỉ có 10 chiếc thôi, sẽ thanh lý cho các bác ngày hôm nay. Ok. Đấy, chạy 24 sò này các bác. Chạy 24 sò các bác nhá. Đấy, 8 tụ lọc nguồn cao này, nguồn toàn bộ là nguồn đồng. Bác nào chốt thì vui lòng nhắn tin hoặc liên hệ với bên em qua số điện thoại 0943 982 889 nhá. Đấy, em chỉ có 10 chiếc thôi, cho bác nào muốn sở hữu một dòng đẩy rất chất lượng này. Bao cho các bác đánh căng đét cho em một đôi 30 và một đôi 25. Và sau đây em sẽ test lại chất âm để các bác thấy được chất âm của dòng đẩy ken hút này nhá. Đấy, em đang cắm test trực tiếp từ điện thoại vào. Ok chưa? Công suất đánh rất là khỏe luôn này. Em nhích lên có một chút thôi này. Ok chưa các bác?
các bác nhá. 3.400.000 đồng sẽ bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối cho các bác, bảo hành cho các bác 1 năm. Và khi mua đẩy thì các bác vui lòng đặt cọc trước giúp bên em 300.000 vào số tài khoản. Còn lại các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Bao cho các bác đánh căng đét cho em 1 đôi 30 và 1 đôi 25 với chiếc đẩy ken hút này các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì có thể nhắn tin hoặc liên hệ với bên em qua số điện thoại 0943 982 889. Và trước khi kết thúc video, các bác ủng hộ bên em xin một nút like. Và các bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em nhé. Thời điểm này em về được rất nhiều hàng và sẽ có những mức giá rất là tốt để phục vụ cho các bác. Rồi, rất cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những sản phẩm tiếp theo của bên em.